Hai loại dung dịch được bày bán nhiều nhất là Hello Baby và Support Baby. Cả hai sản phẩm này đều được quảng cáo là có xuất xứ từ Nhật Bản. Màu hồng là hỗ trợ sinh con gái, màu xanh là hỗ trợ sinh con trai. Liên hệ với số điện thoại được công khai trên mạng xã hội, chúng tôi được người bán tư vấn rất nhiệt tình, kèm theo lời hứa chắc nịch về kết quả thành công. Cái gel thì nó sẽ tạo cái môi trường kiềm tại âm đạo luôn, tại cái thời điểm quan hệ luôn á. Hiệu quả thì gel là khoảng 82% còn thuốc uống là 90%. Theo quy định, việc phổ biến các sản phẩm lựa chọn giới tính thai nhi là hành vi vi phạm pháp luật. Chưa kể thực hư tác dụng của dung dịch sinh con theo ý muốn này có đúng như quảng cáo. Chúng tôi đã đến tìm hiểu tại khoa hiếm muộn, Bệnh viện Hùng Vương và được các bác sĩ cho biết, dung dịch này không thể giúp tinh trùng xâm nhập sâu hơn vào tử cung, cổ tử cung hay vòi trứng để hỗ trợ thụ thai. Tỷ lệ thành công đến 80% mà người bán đưa ra khi sử dụng dung dịch sinh con theo ý muốn là không có căn cứ khoa học. Từ cái tạo kiềm đó dẫn tới cái việc mà sinh con trai tới 70-80% giống như trong thuốc họ quảng cáo hay không thì không thể kết luận được. Bởi vì nếu mà nói sâu hơn một cách khoa học hơn nữa đó, thì bây giờ nếu tạo kiềm thì tạo tới mức kiềm nào sẽ là sinh ra con trai, em chưa trả lời được. Được biết, hai sản phẩm dung dịch sinh con theo ý muốn Hello Baby và Support Baby đã bị Bộ Y tế Nhật Bản đình chỉ lưu hành từ năm ngoái. Lý do là nhiều phụ nữ và các bác sĩ tại quốc gia này cho rằng sản phẩm có các thành phần làm tăng nguy cơ ung thư cổ tử cung ở phụ nữ. Hai công ty này cũng buộc phải giải trình về những nghiên cứu và hiệu quả lâm sàng bị làm giả mạo để lừa dối các gia đình mong muốn được sinh con theo ý muốn tại Nhật Bản.